mà làm cái bài mà giống y chang như trong assignment thì nó chán quá, nó chỉ có như vậy cái làm xong mất tiêu rồi. Cho nên nó đẻ đẻ thêm tí ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ví dụ về thao tác giữa các form, tức là chúng ta có thể truyền dữ liệu từ form chính sang form phụ, từ form phụ ngược lại form chính, truyền qua truyền lại. Và chúng ta lấy địa chỉ để quay về. Như vậy chỗ này thầy tạm gọi là form login đi ha. Form login của thầy. Kéo thả cho nó nhanh. Bây giờ chỗ này có một cái label. Chỗ này có test field. Username password ha. Như vậy chỗ này các bạn có thể kéo cái password ở đâu là ta? Đây, sát bên đây. Rồi, ok. Rồi, username, password. Rồi, có một cái nút nữa để login. Sau cái nút này thì chúng ta có hai nút là vào đâu. Thì chúng ta có thể là để chỗ này là đưa cái image vô để cho nó đẹp. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ cho cái form là quản lý sinh viên. Đây, chỗ này chúng ta sẽ cho là quản lý điểm. Ok, quản lý sinh viên, quản lý điểm. Chỗ này chúng ta để là login. Rồi, hoặc là đăng nhập đi, tiếng Việt hết rồi để tiếng Việt đi. Rồi, chỗ này tên đăng nhập. Chỗ này mật khẩu, tên đăng nhập mật khẩu, gtest field chỗ này bỏ. Chỗ này code chúng ta để là gtxt bởi vậy phải dùng tiếng Anh nó mới dễ, dùng tiếng Việt cái đặt nó dài. GTXT password. Rồi, ok. Chỗ này chúng ta để GPTN login. Rồi, ok. Chỗ này GPTN quản lý sinh viên Việt Anh Live với nhau. G BTN quản lý điểm. Rồi, ok. Xong ha. Như vậy thì chúng ta sẽ có user, các bạn sẽ load ở trên data. Còn bây giờ mình sẽ test ngay trên form luôn. Như vậy khi đăng nhập thì chúng ta cho U1 là cán bộ, U2 là giáo viên. Nếu như đăng nhập là U1 mật khẩu 123 thì chúng ta sẽ cho hai form. Như vậy trong này chúng ta sẽ tạo ra một cái form là form quản lý sinh viên. Form quản lý sinh viên. Và chúng ta sẽ có một cái form là quản lý điểm. Rồi. Như vậy ngay chỗ form login, trai chỗ form login, khi nhấn vào nút quản lý sinh viên, nhấn vào nút quản lý sinh viên thì chúng ta đơn giản là chúng ta lấy cái form quản lý sinh viên
chúng ta form quản lý sinh viên bằng new form quản lý sinh viên. Rồi chấm set visible bằng true. Rồi trước tiên chúng ta làm như vậy đã, rồi chúng ta thêm chức năng sau. Đối với lại cái quản lý điểm thì chúng ta có form quản lý điểm bằng form quản lý điểm bằng new form quản lý điểm. Form quản lý điểm chấm set visible true. Rồi. Form login run file quản lý sinh viên đóng tất cả hai, đúng không? Đó là mặc định. Nếu như form login mà chạy cái nút kia thì cũng tương tự như vậy, thì hai cái này chúng ta đang là mặc định. Bây giờ chúng ta qua cái quản lý điểm, chúng ta qua cái hàm khởi tạo của nó, mình sẽ set chỗ này, set default close, mình chọn reframe chấm default on close. Đó, các bạn đổi trạng thái lại, đổi trạng thái lại. Như vậy thì quản lý điểm và quản lý sinh viên mình đều set cái này, quản lý điểm và quản lý sinh viên mình đều set như vậy. Thì khi login vào, quản lý sinh viên đóng, quản lý điểm đóng. Nhưng nó có một chút vấn đề, khi các bạn quản lý sinh viên thì cái quản lý điểm bạn vẫn thao tác được, mà như vậy thì không hay lắm. Thao tác một cái thôi, được chưa? Như vậy mình sẽ thao tác một cái thôi. Đó, như vậy để mà thao tác một cái đó thì ngay chỗ login này nè, sau khi mình mở cái form này lên thì mình đóng cái form this.set visible bằng form. Đó, sau khi mở cái form này thì đóng cái form chính lại. Tương tự như vậy ở chỗ này cũng như vậy luôn, được không? Nhưng nhìn nha, mở quản lý sinh viên đóng form kia là đúng rồi, nhưng đóng form này là form chính đâu? Nó ẩn á, nó ẩn ở bên trong á, mình không có quay lại được, mình không biết cách quay lại. À, như vậy thì ở chỗ này chúng ta sẽ gửi cái địa chỉ qua, gửi địa chỉ qua bên kia. À, như vậy chỗ này ở bên cái quản lý điểm này nè, các bạn một là các bạn tạo thêm một cái hàm nữa, khởi tạo nữa, còn không thì bạn sử dụng hàm khởi tạo này luôn. Rồi chúng ta sẽ tạm thời, chúng ta sẽ có một cái reframe chỗ này, reframe mình để là reframe thôi, không cần làm gì đặc biệt. Rồi chỗ này mình gửi vô đây, gửi đứa con vô đây, reframe. Và xuống dưới này, this.reframe bằng reframe. Cái này ở Java 2 rồi nha, không cần nhắc nữa nha, đúng không? Cái này là thuộc Java 2 rồi. Rồi quản lý điểm, rồi nó la rồi đó, nó la rồi. Thôi tạo cái mới đi, cái trên này trả nguyên bản cho nó, tại vì ở dưới này nó là khởi tạo không có tham số nè, mà ở trên mình gọi khởi tạo có tham số cho nên nó la mình. Rồi ok, như vậy mình sẽ gọi có tham số ha.
Lúc này quản lý điểm thì bên cái quản lý điểm mình không có khởi tạo đơn giản vậy, mà mình sẽ đưa vô cái gì đây? Địa chỉ của form chính là ở đâu? This. Đây chính là form chính. Đưa địa chỉ form chính vào. Được không? Và đưa vào được rồi đó. Bây giờ quay về nè. Thì ở trong cái form quản lý điểm, bên phần action, bằng bên event nè, các bạn sẽ có cái window close. Và bạn chọn form window close. Thì trong cái sự kiện này, bạn sẽ lấy gframe.setVisible true. Rồi, quay về. Run. Quản lý sinh viên. Đóng, mất. Vì mình chưa xử lý. Phần quản lý sinh viên mình chưa xử lý. Bây giờ, mình sẽ qua quản lý điểm coi. Quản lý điểm. Form chính mất ha. Đóng. Form chính mở lại. Được không? Rồi bây giờ truyền dữ liệu nè. Cũng tương tự. Mình đã truyền được cái frame qua bên kia. Thì tương tự mình tạo thêm một cái tham số nữa. Và mình truyền cái tham số đó qua là user. Đó là user gì? Nếu như mà các bạn truyền đầy đủ thì các bạn sẽ tạo ra một cái class để quản lý user. Trong đó nó có cả là username, có cả password, có cả role luôn. Phải không? Để mình biết được là nếu như mà bạn quản lý là user nào đã nhập điểm, user nào đã nhập sinh viên, thì các bạn mang user qua luôn. Đó. Ok. Còn bây giờ thầy sẽ truyền cho các bạn cái username qua bên kia thôi. Để cho các bạn thấy thôi. Còn sau đó thì các bạn có thể là truyền cả một cái class user luôn. Bây giờ thầy truyền username thôi. Như vậy bên quản lý điểm, hồi nãy mình khởi tạo, mình chỉ truyền một cái reframe thôi. Thì bây giờ mình thêm gì? À, string username. Thì cái string username này mình cũng khai báo ở trên biến này một cái, để cho nó lưu giúp mình. Thì ở đây tương tự mình cũng khởi tạo là gì? This chấm username bằng username. À, view này có u hoa. Thường biến thì người ta sẽ không viết hoa ở đầu. Rồi, ok. Username. Biến thì không viết hoa ở đầu ha. Rồi, cái đó là không nên thôi chứ còn không phải là bắt buộc không viết. Chúng ta nên viết chữ thường ở đầu. Cái này nhập môn lập trình có nói đến không? Ừ, tại sao? Hả? Tại sao? Tại sao không nên viết hoa? Cũng được, đó là một ý. Một ý nữa là chúng ta gõ chữ thường nhanh hơn chữ hoa. Chữ hoa phải shift. Còn chữ thường chúng ta gõ chữ U cái control space là nó tự nhảy lên rồi. Nó nhanh hơn. Đó, đó là cái cách để chúng ta có. Rồi, ở bên này khi mà vào đến nơi rồi thì thầy sẽ set title cho nó để thầy biết là ai đang nhập. Ok, set title cho username. Quản lý điểm ha. Như vậy ở bên form login này nó lại bảo là sai. Thì mình sẽ lấy là gtxt username.getText. Rồi, nếu cần thì chấm toString. Đây là đủ ha. Rồi, chạy lại. Đối với lại form login. Quản lý điểm. Bây giờ mình cho bên này là U1. Quản lý điểm. Đây, U1 đang login nè.
Như vậy mình dựa trên cái U1 này mình có thể xử lý được dữ liệu như thế này. Đó, khi đóng quay lại. Khi đóng kết thúc. Như vậy đây là quá trình chúng ta truyền dữ liệu từ form chính, form trước sang form sau, từ form này sang form kia. Và có một cách truyền khác nữa là các bạn dùng biến static. Và biến static là gì? Là biến được khai báo và cấp phát địa chỉ cố định. Tức là trong suốt chương trình của các bạn, biến đó không thay đổi địa chỉ. Còn biến mà các bạn đang xài ở đây nè, nó sẽ chạy ngẫu nhiên. Lúc này thì ở chỗ này, lúc khác ở chỗ khác. À, biến static. Như vậy thì ở trong form login, nếu như bạn muốn, bạn sẽ set cho cái biến static trong cái class này, static string user name, để cho nó khác với mấy cái kia. Rồi tạo một cái biến static us name, và ở trong phần login, khi mà qua quản lý điểm thì bạn sẽ lấy us name bằng, bạn ghép cái tên này bạn đẩy vô cho thầy đó, ghép cái tên đẩy vô. Vậy khi mà bạn qua bên quản lý sinh viên, khi mình mở cái quản lý sinh viên hả, bỏ trong quản lý điểm, mình bỏ luôn trong quản lý sinh viên đi. Thực ra là mình bỏ trong login á nó mới đúng, còn tại vì cái nút login mình chưa có xài cho nên mình bỏ vô đây. Phải viết vậy, mấy bạn về tự code lại nó mới hay, chứ còn thầy viết từ A đến Z hết là các bạn về viết theo. Chắc gì. Rồi, quản lý sinh viên. Thì bên quản lý sinh viên này là mình chưa có đụng gì đến truyền tham số hết đúng không? Vậy bên này thầy set title. Set title. Thầy sẽ lấy form login chấm username, nó là biến static cho nên mình gọi ngay ở tên của class luôn, không cần khởi tạo, được chưa? Gọi ngay tên class, bởi vì khi mà cha sinh ra mẹ đẻ ra thì bản thân nó chiếm một mình, nó một cõi rồi. Nguyên cả một cái process này từ khi chạy cho đến khi kết thúc, một mình nó một địa chỉ, không ai nhầm lẫn hết, cho nên truy xuất nó bất kỳ đâu, nó hay là chỗ đó, truy xuất bất kỳ đâu. Như vậy thì ở chỗ này, khi chúng ta mở login lên, chúng ta gõ vào đây U2, chúng ta bấm vô quản lý sinh viên, quản lý sinh viên, để mình đi bắt lại chỗ này coi tại sao nó chưa vô. Đối với quản lý sinh viên, đi bắt chỗ này là một. Quản lý sinh viên, chúng ta sẽ lấy string s bằng, mình thử chỗ này để nó có lấy ra được hay không cái đã. Mình muốn debug thì mình phải thử nó có lấy ra được hay không. Ok. Sau đó mình truyền cái S vào. Rồi. Login. U2. Quản lý sinh viên. Nó nhảy vô đến đây luôn à. Sao bên này nó không có? À,
nó mở trước, mở trước để coi thử có phải do vậy không. Chưa gán đúng không? Rồi mình gán trước đi. Gán trước khi mở. Thầy nghĩ vậy. Gán trước khi mở. Đúng không? Gán trước rồi đã mở. Rồi. Thử lại coi. Debug file. U2. Quản lý sinh viên. Ừ đúng rồi. Mình lấy đây đúng rồi. Nó nhảy vô luôn là đúng rồi. Quản lý sinh viên. S của mình bằng U2. Set title S. Đúng rồi. U2. Đó là biến. Được chưa? Rồi ok. Như vậy thì mình chạy luôn đi. Mình quay trở lại mình trả lại cũng được nha. Mình trả lại cái quản lý sinh viên chỗ này là login chấm username ở đây luôn, bỏ s đi. Dân U2 quản lý sinh viên U2. Được không? Như vậy thì mình truyền là mình ký gửi nó thông qua hàm khởi tạo. Hoặc là mình sẽ truy xuất bằng biến static. Cách nào hay hơn? Biến static gọn hơn. Ha, tùy. Tùy các bạn. Cách nào cũng được. Nhưng mà mình sẽ thao tác giữa các form với nhau và mình làm cho cái bài của mình có vẻ như nó chuyên nghiệp hơn tí. Quay qua quay lại, quay khi đến nào mà không muốn quay nữa thì thôi, nghỉ. Đó là nội dung của chúng ta trong cái phần mà